Mẫu đơn bì là vỏ rễ cây mẫu đơn, có vị cay, đắng, tính hàn, không độc. Tác dụng dược lý. Trong y học hiện đại, mẫu đơn bì có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, trực khuẩn thương hàn, đại tràng, tụ cầu vàng.
ức chế trực khuẩn bạch hầu, giảm đau, giải nhiệt. An thần, chống co giật, ức chế trung khu thần kinh, hạ huyết áp. Theo y học cổ truyền, trong đông y, mẫu đơn bì được dùng để làm thuốc, bởi trong dược liệu này có các tính chất của dược phẩm, có tác dụng điều trị các bệnh lý sau. Trị nhiệt nhập dinh huyết, sốt về chiều, phát ban da, rối loạn kinh nguyệt, huyết hư.
đinh nhọt, mụn nhọt, trường ung, thổ huyết, chữa vết thương do bị chấn thương, dao cắt. We'll be right back.